Đây thì có một chậu bầu rượu, một cái cây bầu rượu cũng đang hoa tưng bừng. Trước tôi mua 2 chậu bầu rượu, tôi tách ra tôi trồng được làm 3 chậu. Trong đó là cái chậu này thì có một thân và một vài hoa. Đấy, củ như là cái bầu đựng rượu, lá rất chi là to. Mà nhìn lá của bầu rượu và lá của cây 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 hạc đỉnh là rất giống nhau, chỉ có khác là cái củ này nó to. Thì nhìn như là cái bầu rượu thì người ta gọi là bầu rượu, còn cái thân lá cái lá là giống nhau, cần hoa cũng tương đối giống nhau, bông hoa thì cũng khá khá giống. Tất nhiên có khác một chút. Đấy, giờ là 1 bông, 2 bông, 3 bông, 4 bông, 5 bông, 6 bông, 7. Tức là tổng cộng nó sẽ có khoảng chục bông. Nhưng mà nó sẽ nở đuổi từ dưới này, nở đuổi lên đây. Đây cái nụ này. Đây còn 2, 3, 4, 5 cái nụ nữa này. Đấy sẽ nở hết. Cái này tưởng nó ra hoa vào Tết, nhưng mà cuối cùng nó lại nở sớm. Ở kia thì trong vườn kia thì tôi đang có một cái chậu hạc đỉnh, nó mới đang lên vòi hoa, nó cũng dài được bằng này rồi, nhưng mà cái nụ nó đang bé, thì tôi nghĩ là nó tầm khoảng độ nửa tháng nữa thì nó sẽ nở, nhưng mà khả năng như vậy thì nó cũng vẫn là nở trước Tết. Nhưng mà thôi không sao cả, vì nó cứ nở lúc nào là Tết thôi. Đấy, cái màu đỏ cũng rất là yêu. Bên cạnh này thì không phải là lan, mà đây là cái cây sâm bố chính, hay gọi là sâm báo. Tôi trồng ở đây, vừa rồi thì nó ra hoa bên này, sau đó nó rụng hoa rồi. Và cái này đang nụ này, cái này khoảng 4-5 hôm nữa nó sẽ nở. Nở xong cái bông này thì nó sẽ tiếp bông này. Trên khả năng cái chậu này là sẽ có một số bông. Đây, nụ này. Là nó sẽ nở vào đúng Tết luôn. Đấy, rất là hay. Thì tôi cũng có ý định là trồng một số chậu sâm để chơi vào dịp Tết. Ở trên kia có 2 chậu nữa, ở đây có 1 chậu. Cái chậu này thì bây giờ nó đang rất là đẹp. Nhưng mà chậu này thì tôi có tặng cho một bác ở dưới Hải Phòng rồi. Đấy, nhưng mà chưa mang đi, thì cứ để đây thì cuối cùng mình vẫn ngắm. Trước có trồng 2 chậu ở đây, 1 chậu như này thì do nó hỏng cái thân lá thì tôi nhổ cái củ lên rồi. Tôi nhổ cái củ lên, tôi làm cái video mà xào ăn đấy, rất ngon các bạn, sâm đấy. Sâm bố chính vừa ăn được vừa làm cảnh được. Có điều là cái hoa này nó khá là nhanh tàn, nếu mà nó nở vào ngày mùng 1 chẳng hạn thì có nghĩa là sẽ ngắm được cái ngày mùng 1 và sang mùng 2 thì nó vẫn còn, hoặc là cái ngày trước khi nó nở thì cái nụ nó khá là to rồi đấy, kiểu vậy. Tức là tổng thời gian từ lúc nụ to đến lúc hoa nở và tàn là chỉ có 2 ngày thôi, chứ đến ngày thứ 3 là nó tàn hẳn rồi. Đó là một cái hay, sâm rất là giá trị. Đấy. Còn cái cây hạc đỉnh này thì tôi thật lòng với các bạn là tôi không thấy hương thơm, không biết nó có thuộc cái dòng có hương không, nhưng mà tôi chưa lần nào tôi ngửi thấy hương thơm của nó cả. Có khả năng là nó không có hương thơm, nhưng mà kệ nó. Cây hạc đỉnh này thì đây là đang trồng một chậu. Tôi trồng bằng đây hoàn toàn bằng củi, than củi thôi. Than củi trong tôi cho một ít vỏ thông lên chân, chưa cho bất cứ cái phân gì. Đấy, để cho nó bén rễ xong một chút thì tôi thả thêm vào đây những cái viên nén của Ben 01 của Hùng Nguyễn ấy. Đấy, và thêm phân các loại phân nhả chậm nữa.
Chứ hiện tại là không có gì vì tôi mới sang chậu. Toàn cục than củi. Than củi này thì tôi mua về tôi đổ vào cái thùng xốp xong tôi ngâm để cho nó ngậm nước. Sau đó là tôi xếp vào đây thôi. Tôi đặt cái tôi nhấc từ cái nhấc cái chậu bầu rượu này từ cái chậu nhỏ tôi mua đặt vào đây xong rồi tôi xếp thêm than củi vào xung quanh cho nó chèn vào thôi, nhưng không có gì cả. Nó cái này người ta có thể trồng ở ngoài đất cũng được, trồng trực tiếp trên đất luôn. Sau đó thì kiểu như là trồng theo kiểu thiên nhiên ấy, chơi kiểu thiên nhiên cũng được. Nhưng mình mang mình trồng ở đây để mình có thể định là Tết nó nở thì bê vào nhà ngắm. Bây giờ nó nở rồi mình sẽ bê vào ngắm một vài hôm mình mang ra, xong rồi cắt cần hoa này đi để cho nó lên mầm mới thôi. Đây là đang có một chậu cát, cát một lá. Chậu này thì được tặng nên là ngắm nhiều năm rồi. Trung hoa cũng khá là yêu. Cát một lá nó mọc khá là đầy đầy chậu rồi. Đấy, bắt đầu nó bò hẳn ra ngoài chậu rồi. Kể bây giờ mà có thời gian ấy là tách ra là được nhiều chậu lắm. Mà chẳng có thời gian. Mà bây giờ tách ra thì cũng thiếu chỗ treo đó các bạn ạ. Nên là thôi cứ kệ đấy. Nó ra hoa mấy lần rồi. Năm nay ấy, đây này, cái vòi này đợt trước ra. Ra xong rồi này, giờ lại đến vòi này hoa. Đấy. Còn bên này thì đây cái chậu ngọc trai đen tôi vừa mới treo ở đây. Còn đây đai châu này. Đấy, nhìn cũng yêu phết. Đây là đai châu ở vùng nào này tôi cũng không nhớ nữa đâu. Chơi cứ ra hoa là chơi thôi, lúc nào hoa là Tết. Lúc nào ra hoa là Tết là vui thôi, không quan trọng. Vùng miền các thứ thì cũng không quá quan trọng đâu. Cứ mua vùng, mua miền xong đến lúc nó đúng với nó sai thì tự dưng cứ thành ra cái sự ức chế. Nên là mình thấy cái hoa nó được, mình chơi nó ra hoa thì vui. Mà thực ra thì hoa thì không có bông nào xấu, bông nào đẹp. Nói thì cho cùng là như thế, bởi vì nó đều có cái vẻ đẹp riêng. Mỗi bông nó có cái sức hút riêng. Có những cái bông mà mình thấy thích hơn, có những bông mình không thấy thích kém hơn, tức là thích kém hơn. Nhưng cái bông mình thấy thích kém hơn ấy, có khi người khác người ta lại thấy thích hơn. Chuyện nó rất bình thường. Ví dụ như bông ngọc trai đen này, thế này. Có người ta thích thiên nga, bởi vì nhìn nó giống như con thiên nga đang múa. Đây nhìn nó cứ như một cục cái này, có người bảo bình thường. Đó. Đấy. Cát lấy ra thì thế, người ta bày ra nhiều tiêu chí lắm. Nhưng mà mình thấy thì nó ná ná giống nhau. Có những cái thì cánh nó to, tròn. Có cái thì cánh mỏng, mảnh hơn. Nhưng mà đôi khi thì giống như kiểu các bạn gặp một người phụ nữ hay một người con gái ấy. Có khi có người thì lại thích một bạn nó hơi mập mạp, béo mũ mĩm tí. Nhưng mà có bạn thì lại chê béo, có bạn lại phải thích bạn gái hoặc người yêu hoặc là bạn tình, bạn đời nó phải mình hạc xương mai, mảnh mai, dáng dây, eo nhỏ chẳng hạn, ví dụ vậy. Nó rất là vô cùng. Cho nên là mình cứ có hoa là mình chơi nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn nhiều hoa lắm, lúc nào cứ thi thoảng tôi sẽ lại quay cho các bạn ngắm nhé. Quay thêm cho các bạn ngắm thêm đoạn nữa, bởi vì lại có thêm một cái em đai châu trắng nở rất là đẹp. Tuyệt vời luôn. Đấy, nhưng mà chỉ được có đúng một vòi hoa thôi. Cây này thì nguồn gốc xuất xứ ở đâu thì tôi quên mất rồi.
không nhớ nữa. Lâu quá. Treo ở dưới cái gốc cây bưởi kìa các bạn. Không chăm sóc gì nó cả. Đúng là treo ở đấy quanh năm. Chỉ có vài ngày kiểu phun nước tưới một lần thôi. Thế là thấy nó ra mô, nó được một vòi hoa. Cái lá cái này thì nó phải bị hỏng rồi. Đúng rồi. Lá này nó bị sâu. Côn trùng nó cắn thì mình treo ở dưới gốc cây thì rất dễ bị côn trùng nó cắn nha các bạn nhé. Chưa thấy lên đá lá ngọn mới. Đứng đây quay đai trâu nhưng mà cái em ngọc trai đen em lại quá thơm luôn. Tất nhiên là đai trâu này cũng thơm nhưng mà cái đai trâu này nó thơm kiểu khác. Và cái em ngọc trai đen này nó ấy, thơm kiểu khác, nó hấp dẫn hơn. Đai trâu. Ok nha các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn luôn có một cuộc sống bình an, khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn.